Nam tiết lộ vật bất ly thân của Kiều Minh Tuấn sau cú trượt dài chí mạng ở 2 ngày 1 đêm. Ở thử thách bún bung trong tập 15 của 2 ngày 1 đêm, đội của Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Wisvan, Mạc Văn Khoa có nhiệm vụ phải bung dù nhảy xa. Với con số yêu cầu của 4 thành viên khi nhảy dù là 15m khiến việc thực hiện tương đối khó khăn, bởi lẽ trong đội người thì đau vai, người thì đau chân, người mới mổ ruột thừa. Là người có vấn đề về sức khỏe khá là nặng, nhưng Kiều Minh Tuấn xung phong chơi trước và mang về thành tích ấn tượng là 4,3m. Thế nhưng sau cú trượt chí mạng này, nam diễn viên đã phải ôm bụng vì bị đau. Sự lăn xả hết mình của anh khiến cộng đồng và khán giả cực kỳ cảm kích. Mới đây sau khi tập 15 phát sóng, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ tình trạng của người anh mới mổ ruột thừa. Dương Lâm cho biết, sau cú nhảy xa trong chương trình, ruột của Kiều Minh Tuấn đã sưng lên 2cm và thậm chí còn phải tự tiệt trùng ruột cho mình. Diễn viên người ta cầm hoa, cầm mic, anh tui sơ hở là cầm bịch thuốc ruột thừa. Sau cú nhảy chí mạng ở tập 15 thì ruột của anh sưng lên 2cm, thấy thương anh tui, Dương Lâm viết. Đăng kèm với bài viết là hình ảnh của Kiều Minh Tuấn ngoài đời thường đang cầm theo một túi thuốc. Dưới phần bình luận thì các fan bày tỏ sự lo lắng và dành nhiều lời có cánh cho sự nhiệt tình của Kiều Minh Tuấn. Thương Kiều Minh Tuấn vì cười quá nhiều, xong lại vận động mạnh, ôi còn gì là cái ruột nữa. Thấy anh Tuấn nhảy mà mặt nhăn luôn á trời, nể độ chịu chơi của mấy anh này thật. Nhớ hồi mình mổ xong mình phải nằm nửa tháng, giờ đây anh Kiều Minh Tuấn chơi trò đó mà sợ hãi. Đúng là đúng là hy sinh vì nghệ thuật, ngày càng có thiện cảm với Kiều Minh Tuấn hơn. Trước đó ở Trạng Ninh Bình thì nam diễn viên điện ảnh cũng từng tiết lộ về vết thương của mình. Vết thương của anh bị dị ứng với chỉ, về Sài Gòn anh phải gọi bác sĩ chọc rồi nặn mổ ra, bây giờ nó hơi thốn thốn.